Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Z-Zoom được sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm OPV. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về re-zoom cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Rezoom Mỗi viên Rezoom có chứa hoạt chất Tadalafil với hàm lượng 20%. Các tá dược dập viên gồm có cellulo tinh thể, ồ, magnesi stearate, và nhiều tá dược khác. Dạng bào chế, viên nén bao phim, màu vàng. Công dụng và chỉ định của Rezoom tác dụng dược lý và dược lực của tadalafil. Tadalafil là chất ức chế chọn lọc có hồi phục guanosine monophosphate vòng, cGMP, đặc biệt là trên men phosphodiesterase type 5, PDE5. Khi có kích thích tình dục dẫn đến phóng thích nitric oxide tại chỗ, ức chế PDE5 của tadalafil làm tăng nồng độ cGMP trong thể hang. Điều này đưa tới giãn cơ trơn và làm tăng dòng máu vào trong mô dương vật, từ đó gây cương dương vật, dùng trong điều trị rối loạn cương dương Thuốc Rezum được chỉ định trong những trường hợp nào? Thuốc Rezum là thuốc kê đơn, được chỉ định trong những trường hợp rối loạn cương dương. Cách dùng và liều dùng của Rezum. Bạn nên sử dụng thuốc Rezum theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Liều dùng tham khảo của nhà sản xuất. Liều dùng cho thanh niên trên 18 tuổi. Liều khởi đầu được khuyến cáo là Rezum 10mg, uống từ 30 phút đến 12 giờ trước khi dự định sinh hoạt tình dục không liên quan đến bữa ăn. Có thể tăng liều đến 20mg hoặc giảm liều còn 5mg, tùy theo sự đáp ứng của từng người. Số lần sử dụng thuốc tối đa được khuyên dùng là một lần trên một ngày. Liều dùng cho bệnh nhân suy gan Theo khuyến cáo, Tadalafil được chỉ định không vượt quá 10 mng ngày ở những bệnh nhân bị suy gan từ nhẹ đến trung bình. Không dùng thuốc cho các bệnh nhân bị suy chức năng gan nặng. Liều dùng cho bệnh nhân suy thận không cần điều chỉnh liều dùng Tadalafil ở bệnh nhân bị suy chức năng thận ở mức độ nhẹ, độ thanh thải creatinine đạt 51 đến 80 ml phút. Ở những bệnh nhân bị suy chức năng thận trung bình, độ thanh thải creatinine đạt 31 đến 50 ml phút, nên khởi đầu với liều dùng 5 mg. Không nên dùng thường xuyên quá một lần một ngày. Liều dùng tối đa được chỉ định là 10 mg, không dùng thường xuyên quá một lần mỗi 48 giờ. Ở những bệnh nhân suy thận nặng, độ thanh thải creatinine thấp hơn 30 ml phút, kể cả những bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo, nên dùng tối đa 5 mg, không dùng thường xuyên quá một lần mỗi 72 giờ. Dùng cho bệnh nhân bị tiểu đường. Không cần điều chỉnh liều trên bệnh nhân tiểu đường. Không nên dùng Tadalafil cho những người dưới 18 tuổi. Chống chỉ định của Rizum. Không sử dụng thuốc Rizum với những bệnh nhân. Những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc những người đang sử dụng bất kỳ thuốc nitrat hữu cơ, ngay cả dùng thường xuyên và hoặc dùng ngắt quãng. Những người đang dùng thuốc đối kháng alpha adrenergic. Những bệnh nhân bị cản trở dòng máu đi ra từ tâm thất trái do hẹp van động mạch chủ, hẹp phì đại dưới van động mạch chủ. An toàn và hiệu quả của thuốc khi sử dụng cho những nhóm bệnh nhân sau đây chưa được thiết lập, vì vậy, re -Zoom không được khuyến đột quỵ trong 6 tháng gần đây. Cao dùng cho những nhóm bệnh nhân này cho đến khi có đầy đủ thông tin. Nhồi máu cơ tim trong vòng 90 ngày. Đau thắt ngực không ổn định hoặc đau thắt ngực xảy ra trong khi giao hợp. Suy tim giai đoạn 2 trở lên, trong 6 tháng gần đây. Rối loạn thoái hóa võng mạc do di truyền. Loạn nhịp tim không kiểm soát được, huyết áp thấp, nhỏ hơn 90 phần 50 mmHg, hay cao huyết áp không kiểm soát được, lớn hơn 170 phần 100 mmHg. Cẩn trọng khi sử dụng Rizum. Trước khi sử dụng sản phẩm, bạn cần phải xem xét tình trạng tim mạch của bệnh nhân, bởi vì có thể có những nguy cơ tim mạch xảy ra trong khi hoạt động tình dục. Sử dụng thận trọng cho bệnh nhân thương tổn chức năng gan, thận và biến dạng dương vật. Thuốc có thể có tác động khi lái xe và vận hành máy móc, hãy thận trọng khi vận hành máy móc, tàu xe. Tác dụng không mong muốn của Rizum. Trong quá trình sử dụng thuốc Rizum bạn có thể gặp một số tác dụng phụ sau. Những tác dụng phụ thường gặp, một phần 100, nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, sung huyết niêm mạc mũi, đau lưng, đau cờ. Những tác dụng phụ ít gặp hơn, sưng mí mắt, đau mắt, sung huyết niêm mạc mắt. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Z-Zoom, đồng thời biết cách sử dụng Z-Zoom sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.